Em muốn trả lại những kỷ niệm mua giá chúc mình thật nhiều sức khỏe và thành công nha. Hôm nay mình review mạch nha, đặc sản đặc sản phẩm đặc biệt của Quảng Ngãi này đó. Này thôn 4 Đức Tâm Mộ Đức Quảng Ngãi nha. Đó mình cũng được quen đi mua từ đấy vào luôn. Ngày sản xuất là 9/8/2023 này. Hạn sử dụng là 6 tháng ngày sản xuất nha. Đó, đây đây ngày sản xuất. Ở dưới hạn sử dụng rồi mà đây lại còn đóng đây nữa. Mình sẽ bóc ra nha. Mình sẽ rất là cứng nha. Này được nửa hộp luôn á. Có một lớp đậu phộng trên hay dưới nhưng không có. Rồi mình thử nha. Không ngọt mà nó ngọt ngọt mà đậu phộng bị ỉu nha, không có được giòn. Mình nghe ăn nó ngọt ngọt thơm. Chuẩn bị hẳn cái bánh đa to rồi, đẹp rồi. Ăn nó ngán. Mọi người mua bánh đa bé cũng được, 50.000 gì ạ. Một xúc kẹp vào yên hoặc bán là tiện. Ăn nó thơm thơm, bùi bùi, ngọt ngọt. Độ đậu phộng nó hơi ỉu nha. Không được giòn như người ta bán sẵn. Sáng nay mình mua về để mấy ngày bỏ đồ lạnh ấy. Chắc không bỏ thì nó sẽ không có ỉu nha, đậu phộng nha. Rồi, mình chết rồi. Mọi người mua về đừng bỏ tủ lạnh, tại mình bỏ tủ lạnh nó sợ nó hư ấy. Mọi người nha. Ăn nó ngon béo ngậy à. Này, thơm lắm. Rồi ngọt vừa phải, không ngọt quá đâu nha. Không ngọt như là mà cái bánh họ bán sẵn đâu. Cái đồ còn mình thấy vừa phải. Rất là ngon nữa mà mua mà rẻ hơn là so với lại mua rồi tầm bánh tráng có sẵn này nha. Và cái này chỉ có một lớp. Mình nhìn thấy nó chỉ có một lớp đậu phộng mặt trên, ở dưới không có nha. Mọi người mua bánh đa to nhưng mình cũng được mua bánh đa bé thì kém rồi nha. Ăn rất là ngon. Đặc sản của Quảng Ngãi. Cảm ơn mọi người đã quý xem video của mình nha. Mọi người nhớ like, đăng ký kênh của mình. Xin chào mọi người trong video tiếp theo nha.